lịch sử thì chợ đó tắt đó, 10 người mấy người bán thì mỗi người lưu vậy đó. Đó là cháo lòng và cháo tắc mới nổi tiếng. Công nhận của đồng bằng sông Cửu Long là món cháo lòng cháo tắc là món đặc sản của tỉnh Hậu Giang. Phan Thị Ngọc Thúy, sinh năm 1959. Quê cô là ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tại vì lập gia đình vậy đấy, bắt đầu mua bán luôn. Má thì bán quán ăn uống ngoài đầu đường đó là lâu lắm rồi. Cái năm 85 là mới vô cái dãy bán cháo lòng. Rồi lúc trước thì bà già thì chỉ coi bà nấu thôi. Rồi tới chừng sau rồi bà làm không nổi nữa mới bắt đầu làm. Trước ở dưới chợ này là một dãy khoảng 10 người bán cháo. Người ta làm cho một cái nhà nguyên một dãy vậy đó. Như người nào người ta cũng cố gắng nấu cho ngon. Rồi người ta lại người ta ăn thì người ta khen ngon. Rồi tự nhiên nổi tiếng đồn, nổi tiếng luôn. Quán cô thì cũng có truyền thống từ hồi lúc bà má. Từ năm 95, giờ là cũng 27 năm rồi. Bí quyết nhìn thì cũng có bí quyết gì, nhưng mà mình nêm nếm rồi mình nấu lâu năm rồi thành thử nó ăn nó vừa miệng người ta. Hay gửi là mình sắp xếp công chuyện ở quán này kia nữa là khoảng gần 3 giờ người ta đem đồ lại. Mình điện cho người ta xong người ta đem lại. Thì lựa cái nào mình không nghĩ đó là mình mua. Mình đưa đồ phải kỹ lưỡng đi, phải khó chút. Chủ yếu là mình nấu thì cái quan trọng đó, cái gạo là mình phải lựa gạo cũng ngon. Mình nấu cho nó trong rồi nó phải không có nhừa. Gạo này là gạo cũ lâu năm nè. Cái gạo mà cũ thì nó sẽ không có bị nhừa. Nước nó sẽ trong. Tại vì mình nấu này mình không có ghen mà. Gạo là cũng là không rất quan trọng. Ở đây là coi như toàn bộ lòng, bộ lòng heo là đầy đủ, tức là tim này, lưỡi rồi gan rồi phèo lá miếng cảnh dừng thật nhất. Cái này chính xuất ra rồi xong này phải bỏ đây luộc thêm là nạc với lưỡi rồi phải luộc lại, bởi vì mình phải luộc cái lòng nó con cũng phải nhiều lắm, rồi huyết cũng phải nhiều, nhưng mà khi muốn nấu nó không đỏ cái nào chín mình vớt cái trước nó. Rồi mình mới đổ huyết vô. Đổ huyết vô xong cho nó săn con huyết đi rồi xong mình mới đổ gạo vô. Do đó mà cái nước cháo nó ngon bình thường hơn những cái chỗ như khi người ta nấu cái lượng ít. Vậy thì cô có bí quyết nào để nấu một nồi cháo tắc ngon không? Nói chung là cái bí quyết để nấu thì cũng có bí quyết gì. Chủ yếu là mình kinh nghiệm với khéo thôi. Mình thì mình kinh nghiệm lâu năm rồi, mình thử cái nấu của mình nó cũng có độ ngọt thịt rồi phải độ ngọt huyết, rồi do đó mà nhiều khi người ta ăn người ta vừa ý thôi. Quán mình cũng là quán cháo lòng cái tắc thôi đó bây giờ, chứ không phải là mình không có lấy danh hiệu giống như những chỗ khác, chứ chủ yếu là ở cái tắc này mới làm đúng là cháo lòng cái tắc. Không nghỉ thì không có nghỉ, quanh năm suốt tháng không có nghỉ. Có nghỉ mấy lúc dịch tao không cho bán nghỉ là. Rồi bán bây giờ nghỉ được mấy tháng dịch. Khách nó đi nói chung là bán khách các tỉnh á. Thể là Vĩ Thanh, Sóc Trăng á. Cà Mau đổi dưới ta đi ngược lên, hoặc là mấy người từ thành phố rồi ta đi về ngược xuống. Nói chung là người ta ăn dạng như ăn sáng đó. Ăn nhanh nhưng mà người ta đi làm hoặc là người ta muốn đi đâu đó người ta cần đi gấp. Số khách người ta tự đem đồ để mua, hoặc ta mua hộp hoặc mua bọc của mình đó người ta đem về. Khi mấy khách mà quen ăn lâu năm rồi người ta lại là mình phải mình khỏi hỏi.
cháu không lấy vô đây ăn cháu. Đi xe con thì bao nghe nói đi ngang rượu vô đây ăn cháo chứ lòng cái tắc cái gì bảy nói quen không à vô sợ có đủ xe chỗ đủ xe nói bình thường có sao đâu đậu được cái gì không có được kiếm chỗ đâu vòng vòng có kiếm chỗ đậu thì đâu mình bán quen khách quen người ta cũng quen với mình lại quán nhiều khi ta cũng thích nói chuyện hỏi thăm được nhiều khi lâu lâu ghé được. Hậu Giang, cháo lòng nổi tiếng nhất là cái tắc. Quan trọng là thịt nhiều, thịt tươi, ngon. Hài lòng mình, hài lòng mấy người khác. Nói chung là mấy anh chỉ lâu lâu gác lần đi có dịp đi nghe ghé ăn. Cái vị ngọt, cái hương vị nó đậm đà. Ăn một lần thì muốn ghé ăn lần nữa. Thì một bên kế bên nước mía là cái mặt ở trước đó. Rồi mình chỉ bắt bàn thôi. Còn như nước mía hay là cà phê gì thì tự người ta bán. Nhưng mà cái đó thì nó sẽ tạo thành một cộng đồng đúng không? Ai cũng bán buôn mía. Rồi đúng rồi. Nói chung là người ta lợi người ta muốn cái gì người ta cứ kêu mình bên nào mình có thì mình bán. Dạng như là hai bên hợp tác cùng bán nước. Ở đây bán nước mía là nổi tiếng đó. Bán 5 ly nước mía đặc biệt. 5 ly nước mía đem về luôn. 5 ly vô ly bự á. Nước mía này ghé cháo ăn là phải qua nước mía đó. Nước mía nổi tiếng đó. Uống nước mía này là nổi tiếng á. Cháo uống ly nước mía vô. Thì hiện tại đó, thì cô có bao nhiêu người con? Có ba đứa, hai trai một gái. Có ai theo cái nghề không? Nghề thì bây giờ chắc cũng chưa biết được có đứa nào theo không. Cũng lớn tuổi rồi, cũng yếu rồi, mà một hai năm nữa rồi, không biết có đứa nào được không. Thì cũng ba bốn người rồi, thấy gì chừng nào nghỉ thì sang lại cho người ta. Ví dụ người ta chịu mê, ta chịu làm thì ta chịu nấu, bán. Thì thích nghề mua bán thì có thể người ta làm được. Từ cái quán mình nó có thể người ta bán người ta sẽ người ta có những gì vẫn giữ được cái tiếng của cháu lòng cái tắc cũng như những cái khách của các nơi đó người ta cũng vẫn còn ghé. Công chúc làm được tới đâu thì làm tới đó chừng nào mà làm hết nổi rồi tính nữa chứ không có nghĩ là tới thời gian nào sẽ nghỉ. Giờ mình làm 5 năm rồi bây giờ thí dụ muốn làm cái khác cũng thấy nó hơi khó khăn nhưng cái mua bán cũng vui trong người gặp mặt này nọ khách quen bạn bè đâu hoài nó cũng vui vậy đam mê cũng thích bán ở nhà buồn bán nó vui chia sẻ nhau sống.